nữa. Anh thử quay qua lại là quay là được đấy. Úi giời, quá ngon. Quá ngon. Này, đi đổi. Nhá, đi nhá. À. Cũng được đấy. Có lẽ là nó chưa được cân lắm. Chưa được cân, chưa được cân lắm. Đấy. Bây giờ nhưng mà đi ở chỗ dạng hành lang em mới sướng cơ. Bây giờ anh, cái này đấy, chắc là nó chưa đạt tiêu chuẩn. Đúng rồi. Dưới này. Đấy. Vì là tốc độ này quá không đạt tiêu chuẩn. Đây. Thấy chưa? Phải lòi mắt. Quá nhỉ. Chắc là tốc độ phải cao. Căng thì nó cũng chuẩn cái này đi, đúng không? Sao? Rồi sao cho nó khơi cho nó khoảng 50 phút nhập cực. 30 giây. Không, 30 giây thôi thì anh phải để bê thôi, chứ tôi 5 phút. Cả digital, nhưng mà digital thằng này ấy, nó không bị suy giảm. Ừ. Chất lượng. Anh em mình chụp mình đi. Vì nó chỉ cần quay đến HD thôi. Mình chụp mình đi. Là ngồi cả đấy đi, không là... ngồi để thế nào. Xong cho em một kiểu ở đây nhé.